chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu và mình là Admin Kha đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ trên tay và mở hộp cho các bạn chiếc Xiaomi Mi 10 Youth 5G. Và với cái hộp các bạn sẽ thấy này, wow, cực kỳ là trẻ trung và năng động luôn đúng không nào. Youth tức là nó sẽ dành cho thế hệ giới trẻ một cái hình ảnh rất là năng động và vui tươi trên cái hộp của chiếc Xiaomi Mi 10 này. Rồi, và để tránh bao qua cho các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cái chiếc máy này ra luôn. Nhìn hộp trông rất là dễ thương luôn các bạn à. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái hộp, và bên trong này thì theo như cá nhân mình dự đoán, đúng rồi, chúng ta sẽ có là một tập sách hướng dẫn sử dụng và một cái ốp lưng silicone. Này, ốp lưng silicone này. Đó. À, và bao gồm những sticker trông nó rất là đẹp luôn các bạn à. Xem này. Wow. Rồi, và một cái que chọc sim ở đây nữa các bạn nhé. Luôn luôn là như thế. Tiếp đến là chúng ta sẽ có nhân vật chính này. Tiến sâu vào phần đáy hộp thì chúng ta sẽ có gì? Chắc chắn là sẽ không có tai nghe rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có là một củ sạc với công suất tối đa là 12V 1.67A, tức là 22.5W các bạn à. Và chúng ta sẽ có thêm đó chính là một cái cáp sạc Type-C ở đây. Về phần mặt trước của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cái thiết kế màn hình dạng giọt nước, hơi tiếc một tí. Tại vì dù sao thì chiếc máy này nó cũng sẽ đang có chúng ta là một cái mức cấu hình rất là cao, Snapdragon 765G, với một mức giá chỉ dao động tầm khoảng là 7.5 triệu thôi. Đây là hàng sách tay các bạn nhé. Thì mình thấy như thế thì nó cũng đã hợp lý rồi, có thể là đánh đổi được. Đó, và nó sẽ có chúng ta là một cái kích thước 6.57 inch này, cùng với đó là một độ phân giải Full HD, một điều cực kỳ hợp lý trên những chiếc máy mà gần đây rồi. Nhưng điểm đặc biệt mình thấy ở đây đó chính là thứ nhất, về phần viền là hai cạnh bên và một cạnh trên là nó đã mỏng rồi này, và một cái cằm dưới nó hơi dày hơn so với ba cạnh viền còn lại. Nhưng mà theo như cá nhân mình thấy thì đây là một cái cạnh viền có một cái độ dày tiêu chuẩn rồi, chúng ta không thể nào đòi hỏi hơn được nữa. Và trải nghiệm hiển thị ban đầu mà mình có thể thấy được trên chiếc máy này đó chính là màn hình cho ra rất là tốt, tại vì nó sẽ sử dụng cho chúng ta là một cái tấm nền Super AMOLED, và mình thấy rằng là con này nó sẽ thiên hướng về màu sắc, cho nên thành ra thì màu sắc có phần nó hơi kiểu đậm đà một tí, phải gọi một từ là như thế. Tuy nhiên thì kết hợp với lại cái chất lượng chi tiết nó cho ra thì thật sự rất là tốt các bạn à, nó sẽ thiên về hướng giải trí nhiều hơn. Còn về thiết kế tổng quan thì ở bên cạnh trái chúng ta sẽ không có gì cả các bạn nhé. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cụm phím tăng giảm âm lượng này và một cái phím nguồn. Và theo như mình tìm hiểu được thì đây là một khung viền kim loại các bạn nhé, không phải là khung viền nhựa đâu. Cạnh trên thì chúng ta sẽ có là một cái jack tai nghe 3.5 này, một cổng hồng ngoại và một micro. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có đó chính là một cây để lắp thẻ SIM này, một cổng sạc Type-C này, một micro và một loa ngoài. Về phần mặt sau thì chúng ta sẽ có là một cái thiết kế dạng màu Guardian rất là đẹp ở đây. Nhìn chung thì nó sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng hoặc là màu tím gì đó, nhìn nó rất là đẹp và cực kỳ là mộng mơ luôn. Trên cái phần mặt lưng này thì chúng ta sẽ có đó chính là một cụm gồm 4 camera được đặt trong một cái module hình chữ nhật như thế này đây. Và ở đây chúng ta sẽ có là một cái dòng chữ là 50x AI camera, tức là con này nó có thể zoom tới được 50x các bạn nhé. Và đây là zoom kỹ thuật số chứ không phải là zoom quang học. Kế bên thì chúng ta sẽ có thêm là một cụm đèn flash LED kép nữa. Nhìn chung thì đây là một cụm camera nó trông nó khá là hầm hố lắm, chứ còn về thẩm mỹ thì mình đánh giá không được cao cho lắm, nhìn nó sẽ không được đều. Ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái cảm biến chính với độ phân giải là 64 megapixel, cảm biến góc rộng và cảm biến tele thì sẽ có chung độ phân giải là 8 megapixel. Ở đây thì cảm biến tele như mình đã nói thì nó có thể zoom được là kỹ thuật số lên tới là 50x, và zoom bằng phần cứng thì là 5x. Về cơ bản thì mình thấy rằng là với cái chế độ zoom kỹ thuật số 50x này thì nó cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì cả, là màu là chính thôi. Và nếu như để đổi lại là một cái bức ảnh có cái độ phân giải cao cũng như là một cái cảm biến zoom tele như thế này thì mình sẽ chọn một bức ảnh với độ phân giải là cao. Tại vì rằng là đối với lại bức ảnh mà có độ phân giải cao tầm dư 64 megapixel trên cái chiếc máy này thì nó vẫn sẽ đảm bảo được cái chất lượng chi tiết cho chúng ta. Cái thứ hai thì tại vì nó sử dụng chúng ta là một cái cảm biến chính nên thành ra khi mà chúng ta chụp ấy, nó sẽ cho ra một cái chất lượng màu sắc tốt nhất có thể, thay vì là sử dụng những cái cảm biến phụ như thế này. Những tin tức gần đây thì thậm chí ông giám đốc của gì của Xiaomi đó thì ông còn khuyên rằng là mua cái chiếc camera này về để chụp lén nữ sinh nữa cơ. Trời ơi, bị ném đá quá trời luôn ấy. Đây là một điều không thể nào chấp nhận được. Biết là có thể ông nói vui thôi nhưng mà điều này là không thể nào chấp nhận được. Đó, tại vì là ông là chính là người mà duyệt cho cái sản phẩm này được bán ra bên ngoài thị trường mà. Đây không phải là một chuyện đùa đâu các bạn à. Lỡ mà sau này những cái clip đó lộ trên mạng hay là những bức ảnh đó thì thật sự là không hay chút nào. Và dưới cái sự áp lực đến từ dư luận thì có khi ông đó phải từ chức đó các bạn à. Đi cùng phát ngôn bừa bãi quá, thật sự. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến macro với độ phân giải là 2 megapixel.
Cảm biến của camera selfie có trên chiếc máy này nó sẽ có độ phân giải là 16 megapixel các bạn nhé. Đối với lại chế độ selfie của Xiaomi thì thường được mình đánh giá cũng khá là tốt, tại vì là nó không thiên hướng về ảo nhưng mà nó sẽ cũng không cả láng quá nhiều. Nhìn chung thì nó sẽ cho ra một cái làn da trông khá là thật với cái lượng mà tái tạo chi tiết ảo của nó ấy. Nó sẽ giúp cho bức ảnh là nó mịn hơn nhưng mà nó vẫn sẽ tái tạo lại một làn da thật với nhiều lỗ chân lông mà li ti trông rất là thật luôn các bạn ạ. Chứ không hẳn là cả láng như là một số app hoặc là một số chiếc điện thoại mà kiểu họ chỉ làm cái tính năng chụp selfie cho có ấy. Thì thật sự rằng là đối với lại Xiaomi thì mình khá là thích cái chế độ selfie như thế. Và mình cũng đã có thử dùng răng sơ qua để test thử thì mình thấy rằng là con này mặt sau của nó cũng sẽ được làm từ kính các bạn ạ. Mình nghĩ rằng là với một mức giá khoảng 7 triệu đồng như thế này thì không có nghĩa lý gì mà Xiaomi phải tiết kiệm cho chúng ta cả. Tại vì các bạn cũng đã biết rồi đó, Xiaomi từ trước đến giờ thì họ cũng luôn cho những cái thành phần cấu tạo cũng như là những cái linh kiện phần cứng bên trong là tốt nhất trong tầm giá rồi. Cho nên mình nghĩ đây sẽ là kim loại chắc chắn luôn. Tại vì mình cắn vào thì trong nó sẽ khá là đặc và nó kiểu cái tiếng của nó cho ra thì nó sẽ không giống như là nhựa đâu. Nó không có đục như nhựa, nó trong. Mặt trước của chiếc máy này thì nó sẽ có chúng ta là một cái kính cường lực Gorilla Glass 5 nữa. Về cấu hình thì chúng ta sẽ có là một cái option bộ nhớ thấp nhất với RAM là 6GB và bộ nhớ trong là khoảng 64GB cho mức giá khoảng 7 triệu rưỡi. Đây là hàng xách tay khi mà đã về Việt Nam. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có là một con chip Snapdragon 765G. Đó, đây là một mức giá rất rẻ các bạn nhé. Chiếc máy này nó còn hỗ trợ chúng ta là cái công nghệ 5G nữa nên thành ra thì chung quy lại mọi thứ được trang bị trên chiếc máy này là thật sự rất là tốt trong tầm giá, không có gì để chê cả. Cuối cùng là về phần pin của chiếc máy này. Thì chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một viên pin với dung lượng là khoảng 4160mAh. Đó, và nó sẽ hỗ trợ chúng ta là hai cái công nghệ sạc nhanh tiêu chuẩn. Thứ nhất sẽ là WeChat 4 Plus. Thứ hai đó chính là Power Delivery 3.0. Tức là các bạn sẽ có thể lấy được cái củ sạc Power Delivery 18W có trên cái chiếc iPhone 11 Pro Max để có thể sạc được cho chiếc máy này cực kỳ là thoải mái luôn. Đây là một điều thật sự rằng là tuy là nó cũng không hẳn là quá cần thiết đâu, nhưng mà nếu có thì nó cũng sẽ cứu được chúng ta trong những trường hợp khẩn cấp như thế. Chúng ta cần một cái công suất sạc nhanh 18W với 22W thì thật sự rằng là nó cũng sẽ không có cái sự chênh lệch quá nhiều, nên như vậy thì nó cũng sẽ tối ưu được cái thời gian sạc pin của chúng ta. Rồi, cơ bản là như thế. Đó là những thông tin mình muốn gửi đến cho bạn trong video của ngày hôm nay. Thật sự rằng là đối với lại chiếc Xiaomi Mi Youth này thì wow, rõ ràng nó đang có một cái mức cấu hình rất là tốt so với tầm giá, chưa kể là về phần màn hình này, rồi là kể cả là độ hoàn thiện này, cũng như là về cái phần camera đây. Mình nghĩ là chắc chắn camera này nó cũng sẽ cho ra những cái chất lượng cực kỳ ấn tượng đó. Đó, tổng thể lại thì nó không có gì để chê cả. Tuy nhiên mình có test qua và mình thấy rằng là cái chế độ rung của nó vẫn yếu như ngày nào. Đây khả năng cũng là một cái lý do vì sao mà những bạn nữ không thích mua, không thích dùng những điện thoại của Xiaomi. Chắc chắn như thế, tại vì nó rung quá yếu. Cái thứ hai ấy, đó chính là về cái cụm phím này, hành trình phím của nó thì không được nảy cho lắm, khá là thấp. Nên khi các bạn lắp úp lưng vào thì nó cũng sẽ gọi là cái thao tác bấm nó không được ưng ý cho lắm. Mình đang trải nghiệm cái chiếc Mi 10 Pro kia thì mình thấy rằng là cái hành trình phím nó cũng sẽ tương tự như thế này. Và khi mà dùng úp lưng vào thì cảm giác như cái nút nó biến mất luôn vậy, bấm nó không thật sự là đã cho lắm. Đó, chung quy đó là những cái thông tin mình muốn gửi đến cho bạn về cái sản phẩm này. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Xiaomi Mi 10 Youth này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.